Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Gia phong của Kim Sơn Thánh Tự. 2 giờ sáng thức dậy tọa thiền, đến nửa đêm mới ngủ, cả buổi chỉ có 1 giờ nghỉ ngơi. Kim phùng nhất cửu thất lục niên, thập phương đại chúng lại tham thiền. Thời khắc phân thiền đương ái tích, hành trợ tọa ngoạ tế toàn nghiên. Hư không đả phá minh tâm địa, pháp giới y nhiên kiến tánh thiên. Bồn lai diện mục hà sứ mịch, trực hạ thừa dương Kim Sơn Tự. Nghĩa là, nay nhằm năm 1976, 10 phương đại chúng về tham thiền. Giờ phút tích tắc cần quý giữ, đi đứng nằm ngồi khéo rũ mài. Đập nát hư không tâm địa sáng, y nhiên pháp giới thấy tánh thiên. Bồn lai diện mục ở đâu tìm, ngay đây tức khắc Kim Sơn Tự. Hôm nay là ngày rằm tháng 12 năm 1976, quý vị có thiện căn ở 10 phương tới cái lò lửa của Kim Sơn Thánh Tự để tham thiền. Tham thiền không phải là chuyện đùa, phải chịu nhiều sự khốn khổ. Buổi sáng bắt đầu dậy từ 2 giờ để ngồi thiền, gọi là tọa hương. Ngồi một mạch đến 12 giờ đêm mới ngủ, trung gian chỉ có 1 giờ đồng hồ để nghỉ ngơi. Đây là gia phong của Kim Sơn Thánh Tự. Trong thời kỳ tham thiền, mình phải quên thân, quên tâm, quên cả thế giới, tất cả mọi thứ đều quên hết, tức là không còn cái ngã nữa. Cũng có nghĩa mọi thứ đều là không. Khi tới được cảnh giới chân không như vậy thì mới sinh được diệu hữu. Quý vị phải chú ý, trong lúc tu hành mình không thể tùy tiện nói chuyện, tùy tiện nghỉ ngơi, không được vọng tưởng, cũng không được lười biếng hoặc tìm cách đi ngủ. Mỗi 1 giờ, mỗi 1 phút, mỗi 1 giây đều phải biết quý trọng nó, nuối tiếc nó, cho nên người ta nói rằng, nhất thốn thời quang, nhất thốn mệnh quang. Nghĩa là, một chút thời gian là một chút mạng sống, bởi vậy, khi đi cũng tham thiền, khi đứng cũng tham thiền, khi ngồi cũng tham thiền và khi nằm cũng tham thiền, đi đứng nằm ngồi đều là tham thiền. Nên nói, phải cần khéo lấy cái tâm mà mài rũa, mài qua rũa lại, càng mài càng rũa thì càng sáng suốt. Mài rũa là tham thoại đầu, không được đình chỉ, không được ngừng nghỉ, lúc nào cũng tham câu, niệm Phật là ai, hoặc là tham câu, khi cha mẹ chưa sinh ra ta thì bộ mặt ta như thế nào. Bởi vậy nên nói, mình cần phải rùi mài đục rũa cho tới một ngày nào đó, mình sẽ đập nát đi cái hư không, ám chỉ sự vô minh ngu muội. Đến lúc đó thì mình sẽ hiểu rõ tâm địa của mình. Hư không tuy bị mình đập phá đi, nhưng pháp giới thì vẫn y nhiên tồn tại. Pháp giới đó, tức là 10 pháp giới, vẫn tồn tại, không có tạp loạn gì hết. Đó là lúc mình thấy được tánh thiên nhiên của mình. Cái bản lai diện mục của quý vị thì phải tìm ở đâu? Quý vị nên đến Kim Sơn Thánh Tự để tìm lại bản lai diện mục của mình. Quý vị tới chỗ khác sợ rằng sẽ tìm không thấy đâu. 8 câu kệ tôi nói ngày hôm nay, hy vọng quý vị lưu tâm nhớ nó. Theo đó mà tu hành, không thể ăn mà không tiêu hóa, đó thật là vô lý. Chớ xem việc này như gió thổi qua tai, nghe rồi cũng như chưa nghe, chẳng có ích lợi gì cả. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 15 tháng 12 năm 1976, nhân dịp thiền thất tại Kim Sơn Thánh Tự. Thi số.